Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Mở đầu là những tin liên quan đến Atlantia. Thống đốc gia hạn lần cuối đình chỉ thuế nhiên liệu động cơ. Thống đốc Brian Kemp vừa ký một sắc lệnh hành pháp tiếp tục đình chỉ thuế bán hàng của tiểu bang đối với nhiên liệu động cơ thêm một tháng nữa. Lần này là đến hết ngày 10 tháng Giêng năm sau. Sau đó, thuế 29.1 cent một gallon sẽ lần đầu tiên được khôi phục ở Georgia kể từ khi các nhà lập pháp thông qua việc đình chỉ vào tháng 3. Theo đó, việc tiếp tục ngừng tính thuế đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng, ngay cả khi giá nhiên liệu đang giảm. Mục đích ban đầu là để kìm hãm xăng vào thời điểm chi phí nhiên liệu và hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên, giá đã giảm trong nhiều tháng qua. Giá trung bình cho một gallon xăng ở Georgia hiện đã dưới mức 3 Mỹ kim. Thống đốc cho biết lệnh đình chỉ mới nhất sẽ cho phép người dân dùng tiền tiết kiệm trong các ngày lễ, nhưng nói rõ đây chỉ là giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn. Việc đình chỉ thuế làm tiểu bang thất thu ngân sách nhưng lại tiết kiệm cho tài xế từ 150 triệu đến 170 triệu Mỹ kim mỗi tháng. Thống đốc cho biết cư dân đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ Mỹ kim cho đến nay. Trong cuộc họp báo với thống đốc vừa đắc cử đó là ông Bert Jones và chủ tịch Hạ viện James Jones, thống đốc cho biết tiểu bang sẽ hướng tới các biện pháp khác để giúp cho người dân đối phó với lạm phát. Trong chiến dịch tái tranh cử của mình, thống đốc từng cho hay ông muốn các nhà lập pháp hoàn trả khoảng 2 tỷ Mỹ kim thặng dư ngân sách trong năm tài chính trước cho người nộp thuế. Và ông muốn các nhà lập pháp ủng hộ hoàn thuế thu nhập tương tự như năm nay, có nghĩa là 500 Mỹ kim cho những người khai thuế chung và giảm thuế bất động sản, tiết kiệm cho chủ nhà khoảng 500 Mỹ kim. Và tin tiếp theo, công ty Hyundai xây dựng nhà máy pin cho xe điện Battle County mang lại 3.500 việc làm mới. Theo đài Foxfire, một cơ sở sản xuất pin xe điện của Hyundai sẽ mang lại hàng tỷ Mỹ kim đầu tư và hàng ngàn việc làm mới cho Georgia. Vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12, Thống đốc Brian Kemp công bố tập đoàn xe hơi Hyundai và SK On đã chọn một địa điểm ở Battle County để làm địa điểm giúp cung cấp pin cho các nhà máy sản xuất xe hơi điện trên toàn quốc. Các viên chức cho biết cơ sở mới sẽ là một trong những dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử Georgia và sẽ đầu tư từ 4 đến 5 tỷ Mỹ kim vào Battle County. Trong một tuyên bố, ông Kemp cho biết tập đoàn xe hơi Hyundai và SK On là những đối tác quan trọng và là những người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp xe hơi đang phát triển không ngừng của tiểu bang Georgia. Kể từ ngày đầu tiên, chính quyền Georgia luôn tập trung vào nhiệm vụ mang lại việc làm và cơ hội cho các cộng đồng mà trước đây có thể đã bị bỏ qua. Hyundai và SK On chia sẻ mục tiêu này và chúng tôi tự hào rằng họ đang chọn đầu tư nhiều hơn nữa vào tiểu bang số 1 về kinh doanh. Các viên chức ước tính rằng cơ sở này sẽ tạo ra tổng cộng hơn 3.500 việc làm mới. Cơ sở sẽ được đặt tại trung tâm Battle, một khu công nghiệp nằm trên Highway 411. Cơ sở của công ty dự trù sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Ông Steve Taylor, ủy viên duy nhất của Battle County cho biết, nơi này rất hài lòng với quyết định của tập đoàn xe hơi Hyundai và SK On. Chúng tôi cảm ơn chủ sở hữu của bất động sản trung tâm công nghiệp Battle trước đây. Chúng tôi cùng nhau theo đuổi dự án phát triển kinh tế phi thường này. Dự án sẽ mang lại lợi ích cho khu vực người tìm việc trong khu vực này và thế là thiết lập hệ sinh thái xe điện của Battle ở Georgia theo cách đáng kể. Vào đầu năm nay, thì hãng Hyundai cũng công bố kế hoạch đầu tư hơn 5.5 tỷ Mỹ kim vào một cơ sở sản xuất xe điện ở Bryan County. Và thưa quý vị, một cựu luật sư thành phố Atlanta và một cảnh sát bị truy tố trong kế hoạch lừa đảo chương trình bảo vệ tiền lương đó là PPP trị giá 7 triệu Mỹ kim. Theo công tố viên liên bang Ryan Buchanan, hôm thứ Ba ngày 6 tháng 12, một cựu phụ tá luật sư Atlanta và một cảnh sát Atlanta đã bị truy tố sau khi bị buộc tội
lừa gạt chương trình bảo vệ tiền lương PPP. Ông Buchanan cho biết, bản cáo trạng cáo buộc Salita Robertson, 60 tuổi ở Atlanta, người trước đây từng là phụ tá luật sư thành phố Atlanta, và các đồng phạm khác đã nộp đơn xin vay PPP gian lận cho các công ty khác nhau mà họ sở hữu và kiểm soát. Chương trình PPP là một chương trình hỗ trợ liên bang được ủy quyền như một phần của đạo luật an ninh kinh tế, cứu trợ và hỗ trợ COVID-19. Theo cáo trạng, Robertson lừa đảo lấy được hơn 7 triệu Mỹ kim trong quỹ cho vay PPP và sau đó không được sử dụng để trả lương nhân viên. Ông Buchanan nói thêm, Robertson bị cáo buộc sử dụng tiền PPP để mua những món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Rolls Royce, một chiếc mô tô phân khối lớn và đồ trang sức đắt tiền. Ông Buchanan cho biết, bà này cũng đã chuyển tiền cho các thành viên gia đình và đồng phạm. Theo ông Buchanan, Robertson bị cáo buộc đánh cắp hàng triệu Mỹ kim tiền thuế của người dân nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động trong thời kỳ đại dịch. Và các khoản vay theo đạo luật CARES được thiết kế để giúp duy trì doanh nghiệp nhỏ trong thời kỳ đại dịch, không phải để phục vụ như một nguồn làm giàu cá nhân. Robertson bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường rửa tiền. Riêng danh tính cũng như cáo buộc của cảnh sát tại Atlanta không được tiết lộ. Và sang qua bản tin nói về nhân viên khách sạn bị buộc tội cưỡng hiếp khách hàng yêu cầu anh ta giúp đỡ. Theo văn phòng cảnh sát trưởng Coweta County, một nhân viên của Red Roof Inn bị buộc tội cưỡng hiếp một khách hàng của khách sạn đang nhờ anh ta giúp đỡ. Vào hôm thứ Bảy, các nhà điều tra cho biết, cảnh sát Coweta County đã trả lời cuộc gọi 911 tại Red Roof Inn trên đường Bushboro Drive. Khi các cảnh sát đến thì nạn nhân nói với các cảnh sát rằng cô ấy đi chơi với một người bạn và trở nên say xỉn. Trong lúc say xỉn, cô ở trong thang máy với bộ quần áo ướt đẫm nước tiểu. Và nạn nhân cho biết cô đã đi nhờ người giúp dọn dẹp đống lộn xộn này. Cô gặp nhân viên lễ tân được xác định là Jamie Sutim, 31 tuổi, và nhờ anh ta giúp đỡ vì bạn của cô đã rời khách sạn và cô không có chìa khóa. Theo các viên chức, Sutim bảo nạn nhân vào văn phòng để thay quần áo. Và cảnh quay giám sát cho thấy rằng nạn nhân cùng Sutim đi vào văn phòng. Một lúc sau có thể thấy Sutim đưa nạn nhân đến khu vực không có camera. Cảnh sát cho biết cả hai không quay camera trong gần 20 phút. Sau đó họ quay lại khu vực chung nơi nạn nhân chỉ mặc áo sơ mi và quần lót. Cảnh sát cho biết đoạn video cho thấy cô ấy ngồi xuống ghế để mặc quần dài vào. Đây là thời điểm vụ cưỡng hiếp được cho là đã diễn ra. Sau đó cô ấy theo anh ta ra khỏi cửa trước khách sạn, băng qua bãi đậu xe về phía đường Bushboro Drive và anh ta không quay lại khách sạn. Vài phút sau, cảnh sát nói rằng nạn nhân quay trở lại tiền sảnh và gọi 911. Một nhân viên khác tại khách sạn sau đó xác định là Sutim chính là nhân viên lễ tân. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Vào hôm thứ Hai, cảnh sát bắt giữ Sutim với tội danh hiếp dâm và bắt cóc. Anh ta hiện nay đang ngồi sau song sắt của nhà tù Coweta County. Sutim đang phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp và bắt cóc. Và một bản tin khác bắt giữ nghi can bắt cóc cũng như ăn cướp xe tại Jonesboro. Nhà cảnh sát Atlanta vừa bắt giữ một nghi can không rõ danh tính tại quận DeKalb, là người có liên quan đến việc bắt cóc một phụ nữ lớn tuổi và ăn cướp xe tại quận Clayton. Sự việc xảy ra vào chiều ngày thứ Năm 8 tháng 12 trên đường North Main Street ở Jonesboro. Cảnh sát cho biết bà Shirley McCurry, 86 tuổi, đang ngồi ở ghế hành khách trên xe hơi đậu trước cửa hàng tiện lợi quận Clayton, đã bị một người đàn ông xông vào ngồi trên ghế tài xế, lái chiếc xe bỏ chạy theo hướng Boston trên đường Howard Mill ở West Midtown. Anh Philip McCurry, chủ nhân của chiếc xe SUV bị ăn cắp, vui mừng đón mẹ của ông ở bên ngoài một nhà hàng nằm trên đường Howard Mill, sau khi bà phải chịu đựng sự sợ hãi vì bị bắt cóc hàng giờ. Trao đổi với đài truyền hình Fox 5, anh Philip cho biết
rất vui mừng vì tìm lại được mẹ của mình. Nhà chức trách đang điều tra để biết thêm những hoạt động phi pháp có liên quan đến nghi can.